thì giới thiệu với bạn thì là tớ là Minh. Tính tới đời của tớ thì là đã ở Bát Tràng được 23 thế hệ. Thì là riêng về dòng họ của bố, còn dòng họ của mẹ thì cũng phải rơi được khoảng hơn 20 thế hệ rồi. Về cái vấn đề kỹ thuật đấy là củi cái nhiệt độ nung mình khó kiểm soát. Thì bây giờ thì mình chủ yếu là dùng ga và dùng lò điện. Thế bây giờ họ ưu tiên cái chất lượng thì chuyển sang những cái công nghệ như vậy. Chi phí hoạt động nó cũng đắt hơn nhưng mà nó ra được cái sản phẩm an toàn hơn. Bây giờ thực ra Bát Tràng vẫn còn một cái lò củi vẫn hoạt động, cũng có nghệ nhân người ta thích hàng đốt củi. Ví dụ như là nếu mà trong gia đình em ấy, nếu mà làm ấy, thì thứ nhất là bắt buộc là phải hỗ trợ nhau. Hoặc là bán bọn em thì là sẽ không cạnh tranh với nhau về giá mà sẽ cạnh tranh với nhau về chất lượng. Thì đấy nó mới là cách cạnh tranh lành mạnh và mới giữ được cái truyền thống của làng như vậy. Thế là nó có một cái vấn đề mà em thấy rất là trăn trở trong lòng. Họa tiết trên gốm của mình bây giờ vẫn rất là nhiều họa tiết của Trung Quốc. Tích của Việt Nam mình rất hay nhưng mà mình chưa khai thác được. Nó rất là ý nghĩa mà nó mang đậm cái tinh thần văn hóa dân tộc nhưng mà chỉ có cái là mình chưa khai thác được. Thì bây giờ là cần một cái lớp người mới, lớp thanh niên như thế này. Và là cũng có phải có tay nghề, có khả năng sáng tạo để mà đưa những cái ý tưởng đó thành hiện thực. Tôi cũng hay nói mọi người đến là tình yêu với gốm nó cũng là cái số 2 thôi. Cái đầu tiên là tình yêu với gia đình và tình yêu với cái truyền thống gia đình là như vậy.